Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu ngồi đối diện thùng tiền dâng cúng trong đền thờ, người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kém trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết. Quả vậy mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, ngày hôm qua Chúa Giêsu đã mượn câu chuyện người quản gia bất lương để mà gợi ý cho tất cả chúng ta. Con cái thế gian thì khôn khéo hơn con cái sự sáng, người ta biết tính toán, người ta biết lo hậu sự, thì chúng ta là con cái Chúa, mình cũng phải biết lo cái đời đời cho tất cả chúng ta. Và ngày hôm nay Chúa Nhật thứ 32 mùa thường niên, câu chuyện bà quá nghèo nổi bật lên cho tất cả chúng ta. Và đây cũng phải là một cái hình ảnh để cho chúng ta suy nghĩ, nhất là nếu chúng ta được sinh ra trong hoàn cảnh tương đối, thì mình phải thấy rằng là bà quá nghèo bà ấy cũng nêu gương cho tất cả chúng ta. Con xin được gợi 3 cái bài học, cũng là cái xét mình. Chúng ta từ nay cũng phải nhìn vào bà quá để mà có cái xét mình. Cái xét mình thứ nhất: dâng cho Chúa tiền dư bạc thừa. Dâng cho Chúa tiền dư bạc thừa. Chúng ta thử nghĩ xem cuộc đời của chúng ta có lẽ chúng ta cũng đã có những lần dâng cho Chúa, dâng bỏ vào tiền nhà thờ. Thì chúng ta suy nghĩ xem chúng ta bỏ vào đó có phải là tiền dư bạc thừa của chúng ta không? Nói thật sự thì chúng ta cũng phải khiêm tốn trước Chúa để mà thấy, theo đánh giá của con chắc là phải trên 50% chúng ta, ngay cả chính bản thân con thì cũng vậy, cũng dành cho Chúa đôi khi là những cái dư cái thừa thôi. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Cain và Abel đấy, phải không? Abel dâng cho Chúa của đầu mùa thơm ngon. Abel dâng cho Chúa của đầu mùa thơm ngon. Còn Cain có cái gì dâng cái đấy? Và Chúa nhận của lễ đầu mùa của Abel. Chúa nhận của Abel. Hay là chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến nhà Bethania đấy, cô Maria đã lấy một chai dầu thơm cam tùng hảo hạng, tới 300 quan tiền một ngày ta làm được con đồng, mà này tới 300 đồng cả năm tiền lương. Đến cái độ mà ông Judas Iscariot ông còn cảm thấy tiếc, một việc gì phải làm như vậy, lấy cái tiền này để mà bán đi lấy cái tiền mua gạo cho người nghèo còn hơn. Mà Chúa Giêsu đã khẳng định rằng người nghèo thì lúc nào cũng ở bên anh em, nhưng thầy thì hơn. Chúng ta còn phải hiến dâng cho Chúa hơn cả những việc từ thiện bác ái nữa. Đấy là câu chuyện, đấy là một cái ý thứ nhất nha. Chúng ta suy xét bản thân xem chúng ta đã dâng cho Chúa phải chăng là những cái dư thừa tiền bạc, dư thừa những cái đồng tiền lẻ. Còn nó không đơn giản lắm, cũng có nhiều người nói với con là: cha ơi, con nghe thấy nói là cha khấn linh thiêng lắm. Cha khấn cho con, nếu con bán được nhà 2 tỷ mốt thì con sẽ giúp cho cha 10 triệu. Trời ơi, nhà 2 tỷ mốt mà làm gì mà... Tức là nói vui thế, nhưng mà nó thật sự thì chúng ta cũng cần phải khiêm tốn để nhìn vào bản thân chúng ta. Chúng ta cũng hay dâng cho Chúa những đồng tiền lẻ. Chúng ta cũng hay dâng cho Chúa những thời gian nhàn rỗi. Rảnh thì làm, còn nếu bận thì thôi. Chúng ta thường dâng cho Chúa những cái sức khỏe dư thừa, phải không? Chúng ta làm hết sức nhà cho chúng ta xong rồi, rồi chúng ta đến thì còn nhiêu sức thì giúp nhiêu. Chứ mình đâu có dành hết sức. Mình đâu có dành hết sức cho Chúa. Đây là cái xét mình thứ nhất. Chúng ta đối với Chúa thế nào? Chúng ta đối với Chúa thế nào? Chúng ta dâng cho Chúa phải chăng là những thứ dư thừa? Lời thứ nhất. Rồi bài học thứ hai, học nơi bà quá nghèo.
Bà quá nghèo đã dâng cho Chúa tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Thật sự thì trong giáo xứ, ví dụ như là kế hoạch nhỏ đi, thì là mỗi gia đình góp 100 ngàn một tháng. Chúng ta hay cào bằng lắm, nhưng mà chúng ta phải biết rằng 100 ngàn của nhà nghèo nó lớn gấp 100 ngàn lần 100 ngàn của nhà giàu đấy, chứ không phải không. Thế thì cái bài học thứ hai, có bao giờ chúng ta đã dám dâng cho Chúa tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì để nuôi thân? Thôi thì kể cho chúng đoàn nghe một câu chuyện có thật nhé. Con có đến thăm một cái giáo xứ nghèo kia đó. Ông cha sở thì già rồi, nhà thờ thì lụp sụp, nhà thờ nghèo mà mái tôn thì cũ nát rồi. Thì cha sở cũng cứ băn khoăn nói với ban hành giáo là mấy ông có cách nào để sửa lại mái tôn nhà thờ chứ, mưa như vậy bà con đi lễ cũng tội nghiệp. Thế thì ông ban hành giáo này cũng nhiệt tình lắm, thế mà mới kêu gọi mọi người là thôi thì mình sửa nhà thờ, mình sửa và lợp lại mái tôn nhà thờ. Thế thì đang sửa thì hết tiền. Cha sở già thì cũng đâu có khéo mồm khéo miệng để mà xin ở ngoài được, chỉ trong nhà thôi. Vậy mà ông ban hành giáo này, ông dám cầm sổ đỏ nhà ông nha. Đây là câu chuyện 100%, con nghe con cũng thán phục. Ông dám cầm cái sổ đỏ đi cầm ngân hàng lấy cái tiền để sửa cho nó xong cái nhà thờ, cho xong cái mái tôn nhà thờ. Và ông mới kể với cha ơi, sau khi lợp tôn xong nhà thờ dư tiền. Thế là làm cái cổng làm cái cổng nhà thờ, làm xong cái cổng nhà thờ vẫn dư tiền để chuộc cái sổ đỏ của ông ta về nhá. Chuộc về rồi vẫn còn dư tiền, còn xây thêm cả một cái dãy vệ sinh nữa cho các em học sinh, cho các em thiếu nhi đấy đi học giáo lý. Xây xong vẫn còn dư tiền và ông ta quyết định là thôi, con làm đến đây là đủ rồi, dư nhiều tiền mua gạo cho người nghèo hết. Đấy là dấu lạ Chúa làm. Thiên Chúa không thua sự quảng đại của chúng ta. Nhưng hỏi thật ông bà anh chị em, có bao nhiêu người trong chúng ta can đảm cầm sổ đỏ để lấy tiền xây nhà thờ? Hiếm lắm. Rất là hiếm. Rất là hiếm. Nhưng mà con có nói với ông cụ đó là cái ngày mà Chúa gọi ông về đó, thì xin cho con được dâng lễ an táng cho cụ đi. Và con sẽ kể câu chuyện này như một tấm gương cho mọi người, mà chỉ là một người quê bình thường đấy, đâu có tiền bạc gì đâu, có mỗi cái sổ đỏ này. Thôi các bà đưa sổ đỏ cho con đi. Cầm rồi. Đấy là bài học thứ hai. Đã có bao giờ chúng ta dám dâng cho Chúa tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì để nuôi thân? Đấy là bài học thứ hai nha. Chúng ta cần phải trả lời với Chúa. Rồi con đi tu rồi, thật sự thì không phải là khoe khoang, nhưng mà con vẫn nói với Chúa, lạy Chúa, tất cả những gì của con là của Chúa. Dù sao thì con cũng là người dâng mình cho Chúa rồi, thì nó đỡ ông bà anh chị em. Nó có cái khó là gia đình đấy, nó có cái khó là con cái đấy. Vì thế mà Chúa Giêsu nói kẻ thù chính là người nhà đấy. Đôi khi chúng ta có thể là chúng ta cũng vẫn muốn hiến dâng một cái gì đó, nhưng mà rồi cứ nhìn con nhìn cháu rồi lại dành cho chúng nó đấy, chứ còn cũng khó mà làm, phải không? Rồi bài học thứ ba, có thể người nghèo dâng cúng nhiều hơn người giàu.